Tôi thành thật xin lỗi mọi người. Chuyện này dù nói thế nào, tôi cũng không thể tránh khỏi có liên đới. Phần xử phạt của công ty, tôi sẽ chịu hết trách nhiệm. Nhưng trước mắt, tôi sẽ giải quyết dứt điểm việc này trong ngày hôm nay với khách hàng, để tránh rò rỉ thông tin ra bên ngoài. Cho tôi xin lại giấy nhận tiền, tôi sẽ giải quyết việc này ổn thỏa. Anh, theo chị ra ngoài. Em căm ghét chị tới mức phải đẩy chị thành kẻ xấu xa trong mắt mọi người sao? Em biết chính mẹ đã gây ra chuyện này mà. Em cũng đâu biết chị và cả mẹ em bàn những cái gì với nhau đâu. Ai âm mưu hay chủ mưu làm sao mà em biết được. Em chỉ nói với mọi người sự thật thôi. Đúng là chị cũng ngó tư vấn cho mấy bà ấy còn gì. Đang có tin đồn thất thiệt, dự án Bình An của chúng ta là dự án ma, chưa có giấy phép xây dựng. Cho nên mấy bà cô mới hoảng loạn, hung hăng tìm gặp mẹ của Linh để đòi lại tiền. Nếu những tin đồn đó xuất phát từ bất hợp thì sẽ lớn chuyện đó. Cần phải ngăn chặn khủng hoảng truyền thông trước khi nó kịp tạo hướng tiêu cực. Vậy còn chuyện của Linh, ông định giải quyết thế nào? Về lý thì cô ấy cũng có liên đới, vì đấy là mẹ cô ấy. Nhưng mà chúng ta đều biết Linh hoàn toàn vô tội. Ông cũng cần để ý đến cảm xúc của Tuệ Lâm nữa. Nghi phạm lên đâu, xử lý tới đó. Sẽ không ngoại lệ bất kỳ ai cả. Chị đều qua nhà không, còn không thấy nghe máy. Dì con bỏ đi từ lúc con ở nhà đấy, giờ vẫn chưa thấy về. Bố đang lo là không biết có chuyện gì không. Bố có biết dì cho ai vay nợ lãi không? Bố không biết. Con nghĩ là bà ấy đi đòi nợ à? Bố giúp con lên phòng tìm xem có giấy tờ thông tin gì về người vay tiền của dì không, rồi gọi lại cho con nhé. Dạ, cháu chào cô ạ. Cháu là Linh, con của dì Đào đây ạ. Cho cháu hỏi, hôm nay dì cháu có sang chỗ cô không? Tôi đang chờ bà ấy sang trả tiền cho tôi đây. Mẹ con nhà cô á, không nuốt trôi được 300 triệu của tôi đâu. Tôi sẽ kiện đấy. Cô bình tĩnh đi, cháu giải thích hả? Đây là 50 triệu, như em đã hứa với chị. Không cần phải đếm. Tiền chú đưa cho chị đặt cọc, khi nào nhận lại, chị sẽ chuyển sang cho chú. Không cần vội. Nếu cần làm cái gì nữa, chú cứ nói nhé. Chị rất giỏi trong việc tiêm kích, làm đến nơi đến chốn luôn.